Rồi, lại là em. Mến chào quý cô chú anh chị em trong một buổi chiều tối chủ nhật hôm nay. Và trong cái đợt vừa rồi thì Tuấn Cương cũng đã phục vụ anh chị em, và có rất nhiều những anh chị em hỏi Tuấn Cương những cái comment hoặc những cái cuộc điện thoại. À, anh là có xe, em chỉ có tầm 20-30 triệu, có mua xe được không? Vespa đẹp. Đó, thì những cái câu hỏi này là thường xuyên và cực kỳ là nhiều nhá, kể cả tin nhắn cũng như là các cái comment. Thì hôm nay Tuấn Cương sẽ trả lời cho tất cả những quý vị khách hàng hay nhắn tin, hay là những quý vị nào chưa biết, thì Tuấn Cương sẽ bật mí cho quý cô chú anh chị em một cách mua xe rất đơn giản bên Tuấn Cương. Không cần phải 30-25 gì cả, nó còn tùy theo cái giá trị xe. Nhưng nếu như anh chị mua những chiếc xe 30-40-50 triệu, anh chị em chỉ cần 15-20 triệu thôi là anh chị em đã sở hữu được em nó rồi. Và bên Tuấn Cương có những chiếc xe nào và những chiếc xe nào Tuấn Cương bán cho anh chị em với mức giá như đó, thì Tuấn Cương mời anh chị em theo dõi hết cái buổi live này nhá. Đây là những chiếc xe mà anh chị em chỉ cần 15-20 triệu thôi là anh chị em đã sở hữu rồi. Thì đây là những chiếc xe rất là đơn giản, anh chị em mua là đây, như con này chẳng hạn nhá, thì anh chị em chỉ cần 10 triệu thôi là anh chị em đã được sở hữu xe này rồi. Còn bao nhiêu Tuấn Cương sẽ lo nhá. Rồi đây, một con Vespa đi có hơn 3.000 km, 20 triệu thôi là còn bao nhiêu Tuấn Cương sẽ lo thủ tục cho anh em nhá. Đây, còn những cái mẫu đèn vuông này, con này là Vespa Spring 2016 led cầu nhá, hôm qua Tuấn Cương có báo giá đó ở trên kênh YouTube rồi đấy. Thì như con này là anh chị em chỉ cần 15 triệu thôi, còn bao nhiêu Tuấn Cương sẽ lo. Đây cái này nữa. Đó, anh chị em thân mến, con này trông cực kỳ đẹp, rất là modern, trắng, Dio. Đó, cũng có video chi tiết trên kênh của Tuấn Cương rồi. Và như con này thì anh chị em chỉ với mức giá là 20 triệu thôi, còn lại Tuấn Cương sẽ lo cho anh chị em. Hay là Medley cũng vậy, như con Medley này là Tuấn Cương báo giá rồi nhá, nhưng mà với mức giá chỉ có 25 triệu thôi, còn bao nhiêu Tuấn Cương lo cho anh chị em về các cái thủ tục nhá. Rất là nhiều. Hay là như con Liberty này, anh chị em chỉ cần 15 triệu thôi này, bản ABS 2018 này. Đó, còn những cái dòng xe GTS thì đây, anh chị em có thể lấy những con GTS, chẳng hạn như con GTS 300 này đi. Đó, con GTS 300 này là với mức giá là anh chị em chỉ đưa trước 30 triệu này. Con này là 150, đây con này 150 2019 này, 30 triệu này. Đấy, con này là 125 2016 3VIE tiết kiệm xăng rồi nhá, màu hot nhá, 20 triệu này. Còn tất cả thủ tục còn lại là Tuấn Cương lo hết. Tiền mặt anh chị em chỉ cần nhiêu đó thôi. Hay là những cái dòng cao cấp này nữa anh chị em này, những cái dòng cao cấp này. Đó, thì anh chị em cũng không cần phải bỏ ra 100 mấy, 110 mấy, mà chỉ mức giá 40 triệu thôi. Còn bao nhiêu Tuấn Cương sẽ lo. Tất cả những chiếc xe ở đây là anh chị em thân mến, là tất cả những cái xe ở đây là anh chị em chỉ cần có tiền mặt trước từ 10 triệu cho tới 15 triệu, 25, 30 triệu là anh chị em đã được sở hữu những chiếc xe mà anh chị em thích rồi nhá. Đó, nay đã là thỏa mãn được những cái câu hỏi của các anh chị em nhắn tin là em mới 19 tuổi này, rồi em mới có 10 triệu với 20 triệu có mua bên anh được một chiếc xe Vespa không, thì hôm nay là như vậy nhá. Đây, anh như con này 2018 đèn led 2 tầng bản đen nhám nốt te này, chỉ cần 25 triệu thôi là anh chị em đã sở hữu được em nó rồi nhá. Đấy, còn những cái xe này cũng vậy này. Đây, con này đẹp như này mà chỉ có 20 triệu là anh chị em đã sở hữu được rồi. Còn lại tất cả các thủ tục là Tuấn Cương lo hết. Đó, hay là những cái xe này này. Đó, cái bản cao cấp 2022 màu xám kim măng này, 30 triệu thôi. Còn bao nhiêu Tuấn Cương sẽ lo cho anh chị em. Đấy, những cái bản 21-22 này, này là chỉ có 30 triệu thôi nhá. Chỉ cần trong tay có tiền mặt 30 triệu thôi, hoặc một cái thẻ tín dụng mà có hạn mức xài khá một chút ấy, là chỉ cầm một cái thẻ lên đây thôi là Tuấn Cương lo hết cho anh chị em. Đó, tất cả những cái xe này là như vậy hết nhá. Và anh chị em nào còn thắc mắc, còn có những cái comment là tương tự như Tuấn Cương nói lúc đầu video ấy, là cần em chỉ có 10 triệu hoặc 15 triệu hay 20 triệu mà em muốn sở hữu chiếc xe Vespa đầy cao, xe đẹp, thì bên anh có làm được không và có phục vụ em được không, thì hôm nay Tuấn Cương trả lời cho anh chị em như vậy nhá. Còn tất cả anh chị em thì cần từ 10 triệu cho tới 30 triệu, 40 triệu tùy theo cái giá trị xe, 100 triệu hay 90 triệu hay 70 triệu hay 60 triệu. Nhưng chỉ có tầm tiền đó, tiền mặt thôi, hoặc có cái thẻ đó là Tuấn Cương sẽ lo hết. Còn các cái thủ tục, miễn là anh chị em không có nợ xấu. Đó, anh chị em không nợ xấu. Và hai nữa là thủ tục duyệt rất là nhanh.
đó, kết nối với tất cả các ngân hàng làm thủ tục rất nhanh cho anh chị em. Và anh chị em còn có những cái hình thức, chẳng hạn như anh chị em mua mà có đổi màu phong thủy này, hay là đổi màu xe, đổi màu cà vẹt đó, thì Tuấn Cường cũng sẽ hỗ trợ được hết, đổi cả màu xe, cả màu cà vẹt luôn. Rồi tiếp nữa là Tuấn Cường còn có một dịch vụ ship xe tới tận nhà cho anh chị em. Có nghĩa là anh chị em mua ở tỉnh hay là mua bất cứ ở đâu, chỉ cần ok chọn lựa xe, ok hết tất cả mọi thứ, thủ tục giấy tờ xong, Tuấn Cường ship xe tận nhà cho anh chị em nhá. Rồi tiếp nữa, anh chị em mua là Tuấn Cường có bảo hành lên tới 36 tháng tùy theo xe, từ 6, 12, 24 cho tới 36 tháng tùy theo đời xe nữa nhé. Đó là những cái mà Tuấn Cường muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị em qua những cái comment, những cái bình luận hay những cái cuộc điện thoại gọi đến tương tự. Và hôm nay trong cái video này, Tuấn Cường đã trả lời cho anh chị em nhé. Rồi, và hẹn gặp quý cô chú anh chị em tại cửa hàng. Bye bye!